Thắm ơi, sau này con có lấy chồng không? Dạ không. Sao vậy? Trời đất ơi. Xạo ghê, sau này chứ vài bữa là đi theo tiếng gọi con tim bây giờ. Xạo, vài bữa nó lớn mà theo gọi con tim bây giờ mà đặt. Có đâu? Có đâu, còn thiệt không? Không. Thiệt không? Dạ, có chồng thiệt không? Vậy là ở với mẹ suốt đời luôn ha. Chịu không? Chịu ở với mẹ suốt đời luôn không? Mà cậu nó nhậu có tí xuống mà Út bỏ cô Út đi. Cô Út ăn nhậu hoài bỏ luôn đi. Vậy ha. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel. Hiện tại Quốc Chiến đang có mặt tại chợ Thủ Đức, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì Quốc Chiến được cái sự giới thiệu của một người quen về cái hoàn cảnh của một chị bán cá rất là đặc biệt. Chị có một đứa con rất là dễ thương. Thì hôm nay Quốc Chiến quyết định là qua chợ để mà thể là tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của chị như thế nào. Thì mời mọi người theo chân Quốc Chiến nha. Và cũng giới thiệu mọi người luôn, hôm nay cameraman của Quốc Chiến là bạn nhà nấu. Đưa tay chào mọi người đi nhà nấu. Rồi đi. Quá. Giờ chị sẽ cầm camera nha, mọi người thấy rõ hơn. Đây. Chào chị Kiều. Sáng giờ bán được nhiều chưa chị? Ế luôn hả? Chị bán cái gì vậy? À, cá lát lát, cái này là mình nạo ra rồi đúng không? Rồi, tép bán hết rồi hả? Rồi hàng ngày là chị bán là tới mấy giờ mới về? Thường cỡ giờ này 10 giờ 1 giờ. Rồi mấy giờ ra bán? 4 giờ. 4 giờ ra bán, tới 1 giờ bán 7 tiếng á. Ngày hồi này thì mình bán sao chị? Cái này hả? Cái này là 270 kg. 270 kg hả? Thường là người ta mua sao? Mua lạng lạng chứ thôi. À. Lạng lạng. Mua lạng lạng về nấu canh chơi vậy đó ha. Rồi em hỏi thiệt cái ngày bán vậy lời được nhiêu? Dạ. Không dữ vậy. Cái chỗ ngồi nhỏ xíu à mà một ngày hả? Một ngày 100 ngàn hả? Trời đất ơi. Dạ mắc dữ à, giờ Quốc Chiến mới biết luôn. Ở đây thì Quốc Chiến hôm nay là ghé vô thấy có chị Kiều và một bé rất là xinh, thì chị Kiều có thể giới thiệu cho mọi người biết là em bé này là sao với chị được không ạ? Đây là con. Con hả? Con tên gì con? Con tên gì? Hồng Thắm hả? Trời. Hồng Thắm 6 tuổi rồi, con đi học chưa? Con đi học chưa? Chưa. Dạ, chưa hả? Dạ chưa, ngồi nói chuyện là mày chú đồng hoàng vậy. Hồng Thắm quay mặt coi chú coi coi, dạ. Sao mà hai cái răng con bị xuống hết rồi? Hai răng, thằng hai răng á. Ờ, chứ mày ăn kẹo nhiều quá hả? Nó còn bị thay răng. Dạ, bị thay răng. Này à. 4 giờ ra đây ngủ. Vậy là hằng ngày là bé Thắm á, là cùng với lại chị là đi ra chợ để bán hàng như vậy luôn á ha? Cái chiếu là để cho bé ngủ á ha? Ờ, đúng rồi. Trời ơi. Coi mẹ chu đáo chứ kìa, chuẩn bị cả chiếu, cả quạt, rồi cả nệm. À, mình cũng đều đem ra. Đầy đủ luôn ha. Cái nệm nào là của bé Thắm đâu? Cái nào có mình rồi, của con đâu, nói đây nè. Cái đồ bé Thắm đâu? À, có cả gối ha. Gối này rồi. Còn ngại ngùng, anh không có da, không nói chuyện. Quay qua chú coi cái mặt xinh không nè. Quay chú, nói chuyện với chú đi. Ai buộc tóc cho con đây? Ai buộc tóc? Mẹ hả? Ôi xà, dễ thương. Ba con đâu, nói cho chú nghe đi. Dạ, ba con bỏ mẹ rồi. Ủa sao ba con bỏ mẹ rồi? Ba con bỏ gì đâu? À, cái ba con bỏ đi theo chồng khác. Theo vợ khác chứ sao chồng khác. Nhưng mà con có nhớ ba con không? À, con không biết cho ba con. Con không biết ba con. Vậy hả? Trời ơi, nghe thương không kìa. Cái mũi ảnh cao à. Quay mặt cái chút coi cái mũi cái nào. Mũi cao nè, này xinh gái nè. Nhưng mà sao mà răng súng rồi nè. Ăn kẹo nhiều hả? Dạ. Hồng Thắm khi nào bắt đầu đi học Hồng Thắm? Dạ. Khi nào bắt đầu đi học? Làm sao? Làm sao vô? Nhập học vô con như lớp 1. Nhớ làm sao? Nói chuyện dễ thương kia ha. Nói chuyện có lạnh lắm. Lạnh lắm không? Hôm nay chắc ngại phải không? Chưa quen. Thôi không có gì ngại hết, chú Chín qua thăm con mà. Thích ăn kẹo gì vậy? Bữa chú Chí mua chưa? Thích ăn kẹo gì? À, kẹo cay đúng không? Rồi, bữa chú Chí đến mua kẹo cay chưa? Rồi, con vô lớp 1 con có siêng không? Con có siêng học không? Con học giỏi không? Giỏi. Con dễ đẹp lắm á. Dễ đẹp lắm hả? Thích vẽ này vẽ kia lắm.
À, vài bữa cho chú Chiến coi nha. Thì có người mua rồi kìa, có người mua cá rồi kìa. À, cái này là mua đầu cá ha, đặt sẵn mỗi ngày đó hả chị? Một cái mớ đầu cá đó lớn vậy, chỉ có 15 ngàn thôi, chắc là mua về cho mèo á thôi. À, thấy là hành trang của bé Thám xinh xắn quá ha. Nó nệm nhỏ nhỏ, có cái gối nhỏ nhỏ, có cái chăn nhỏ nhỏ. 4 giờ sáng là ra đây ngủ các bạn. Rồi xong là bán hàng với mẹ cho tới 11 giờ mới về nhà. Rồi về nhà con làm gì Thám? Thám ơi, con dọn đồ phụ mẹ. Wow, dọn đồ phụ mẹ luôn, ghê ha. Ôi biết cắt tép luôn hả? Trời ơi giỏi ghê ta. À, chị cho em hỏi là cái em thấy cái chân của chị á nó bị như vậy là sao chị ha? À, bị tật hồi lúc 6 tuổi á. Dạ. Sốt bại liệt á. À là bị sốt á. À, xong rồi nó teo chân lại luôn. Trên nhà có hai anh em lẫn ông anh kế cũng bị vậy luôn. Trời đất ơi. Là hai người đều bị sốt á. À đúng rồi, ông anh thì bị hồi lúc được 1 tuổi. Còn chị thì bị hồi lúc à. Vậy là bây giờ chị đi lại là bằng cách nào? Thì mình ngồi mình đi, còn nếu mà đi về thì có xe lăn của người ta cho đó. Dạ. Xe lăn bên nhà thờ của Đức nè. Dạ. À, kính thưa các bạn, thì chị Kiều là bị sốt bại liệt từ nhỏ, rồi cái chân là bị teo lại luôn. Và bây giờ cái việc di chuyển của chị rất là khó khăn. À, nhưng mà cho em hỏi cái cơ duyên nào mà để mà có mặt của bé Thắm vậy? Mà đó, nói chung quen ba nó cũng quen qua điện thoại, điện lộn số á. Dạ. Quen lộn số hả? À, đó. Số rồi điện rồi nói chuyện qua lại xong rồi sau đầu cuối biết ba nó có vợ nữa. Tại sao này có bầu biết ba nó là có vợ. À. Lúc đó là mình quyết định là dứt áo ra đi ha. À đúng rồi. Lúc đó nó cũng nói chung có lăng nhăng con này con kia lắm. Dạ. Thôi lúc đó có bầu 2 tháng mấy rồi cái xong cái hai chồng làm cũng có chiếc xe xong cái ôm xe đi luôn. Trời đất ôm xe đi luôn. Rồi chị có buồn nhiều không? Nói chung là cũng buồn mà cũng dạ yeah. Rồi là kể từ đó là một mình chị là nuôi bé Thắm cho tới giờ là được 6 năm trời đó ha. Cực khổ nhiều không chị? Rồi chị có thấy là cái công sức mình nó xứng đáng không? À, em thấy là chị có một em bé rất là dễ thương luôn, em bé rất là thông minh láo lĩnh luôn. Thắm ha, ai mua cái vòng tay cho con vậy? Mẹ mua cho con hả? À. Vậy ha. Chị Thắm là quê gốc ở đâu chị? Quê ở Bến Tre. Chị Kiều chứ. Dạ. À Mỏ Cày Bến Tre rồi, lâu có về quê không? Trời, lâu lâu có về, một năm mới về, đi lại khó khăn quá. Dạ. Bây giờ thì chị đang ở đâu và ở với ai? Ở chung với thằng em nó cũng vợ và chồng thì ở chung với nó luôn. À, như vậy là chị có một người em nữa. Và đang ở ké nhà trọ người ta cho đỡ tốn kém đúng không ạ? Lúc nãy em cũng nghe người ta nói rồi. Thôi kệ. Hai vợ chồng nó muốn nhà ở rồi nó đi. Thôi chị ở đây luôn đi, mướn chị cho bất công. Dạ, thôi kệ, mình tiền tặng được chừng nào mình lo cho con được chừng đó. Sau này con đi học nó tốn kém nữa ha. Ta chị thấy câu chuyện hấp dẫn không chị? Chị này đến giờ đứng nghe mãi miết luôn. Tại vì khi mà em nghe cái câu chuyện của chị ở trên YouTube á, có cái chị comment này thì em đã thấy rằng ở đây là một cái nhân vật rất có nghị lực. Bọn em bé là dễ thương nên là sáng sớm là em khăn gói em xuống đây ngay. À, và đúng là không có tốn thời gian của mình thiệt, tại vì đã gặp được bé Thắm rất là dễ thương ha. Gặp bé chị em thấy cũng là ngay cả gương mặt chị đã toát lên cái tinh thần rất là lạc quan luôn á. Mà cho em hỏi nha, để mà được cái tinh thần như vậy thì hồi xưa có lúc nào chị suy sụp chưa? Ở đó suy sụp thế nào? Trời, lúc đó buồn chán, tính trời lẽ thôi ra luôn không nổi. Chỉ biết cái gì cái đó thôi chứ em cứ em cứ sanh ra đi. Cái giúp đỡ thì người cũng ít. Rồi mấy cốn để xanh đó nói chung cũng kiếm cho con để sau này cũng
nó. Dạ. Cái đỡ buồn. Mặc dù khổ nhưng mà đứa con đó đem người thì mình cũng rất là vui phải không chị ha? Bây giờ thì mình hoàn toàn lạc quan rồi ha, mình tin tưởng vào cuộc sống nhiều hơn rồi chị ha. Dạ. Kìa Thắm ơi, con có thương mẹ không? Dạ có. Thương mẹ rồi con có phụ mẹ làm việc không? Dạ. Con có học giỏi không? Quay chứ coi nào, trời. Con học cô nói chứ nghe rồi, con có học cô giáo đánh con ở đâu? Trên đầu. Trời ơi. Cô giáo đang chấp nhận, để cuốn con ngu đầu. Vậy hả? Vậy do chắc con lười phải không? Thắm lười học phải không? Vậy ha, vậy là có học đi lớp mầm lớp lá rồi hả chị? À có, học được 2 năm mấy rồi, cô giáo quýnh quýnh cuốn cái đầu, cuốn cái đầu lên rồi. Về cái gì nó về nó, mẹ ơi mẹ đầu con sao đau quá, nói sao mẹ đầu con đau đấy. Con nói mẹ, mẹ đừng nhắc cô giáo nha, nói ờ, con nói mẹ nghe đây chi. Nói cô giáo đây chút nhẫn bự lắm mẹ, cô giáo cuốn cái đầu con vậy đó. Trời, thấy tội ghê không? Cô giáo hư quá Thắm ha. Ờ, con ngoan như vậy mà cúi đầu con ha. Thôi, coi cái mặt coi à. Trời ơi, cái mặt sáng nè. Nhưng mà thiếu hai cái răng mắc cười quá à. Mặt con nhỏ này sáng nè. Mũi gao nè. Sao đẹp gái lắm á. À, hôm nay chưa cút chiến qua à, để thăm rồi tìm hiểu cái hoàn cảnh của mẹ con chị Kiều, bé Thắm. Rồi chắc là cút chiến sẽ gửi cho bé Thắm 1 triệu ha. Để mà mua kẹo ăn. Nói giỡn á nha, không phải mua kẹo ăn đâu, gửi cho mẹ con á. À, để mà con mua sách vở đi học. Dạ. Chứ không phải mua kẹo ăn đâu nha. Bữa sau chú Chiến ghé thì chú Chiến mua kẹo cho con nha. Dạ. Rồi ơi. Anh này là nhìn mặt là biết anh lanh rồi này, nhưng mà hôm nay anh ngại. Hôm nay anh ngại á, nhìn cái đôi mắt là biết lanh rồi. Nhiều khi hỏi à, bố mẹ mẹ sao nhớ em của nó, con của chú em á, mẹ mẹ sao nhớ có ba thương nó, con có ba thương con với mẹ. Trời, nói vậy luôn á. Giữa tay hả? Trời. Con nhỏ mà giống như ông cụ non vậy ha. Mẹ cái chú kia cho con có ba nha. Thôi đi, vợ của chú kia quýnh mẹ đó. Dạ. Yeah. Quýnh lại đâu. Thắm ơi. Thắm ơi. Kiếm ba cho con nha. Kiếm ba mới cho con nha. Quýnh mẹ hả? Trời đất ơi, nó khôn dễ sợ luôn á trời ơi. Bây giờ chú coi hai răng coi, chú thấy nó nhú nhú lên rồi. Lên rồi, nhan ra nè chú. À, đây này con. Cái này con cầm cho mẹ nha, để đi mua sách vở nha. Cảm ơn chú. Con cảm ơn chú, cảm ơn cô kìa. Cảm ơn cô, nó chị à. À, biết đưa cho mẹ luôn ha. Trời đất ơi, nó dễ thương, dễ sợ luôn á. Ngày nào cũng lăn lộn mẹ vậy ha. Nhưng mà sắp tới là đi học rồi. Rồi vài bữa sau, sau đi học rồi sao chị? Sao đưa đi? Sáng ngày chắc muốn cơm đưa đi. Dạ. Sáng muốn cơm đưa đi, trưa bán xong rồi dọn sớm chút thì rước nó. Dạ, em thấy mà bé Thắm đi học là chị cực hơn rất nhiều á, tại vì thêm công việc nè, rồi thêm cái chi phí. Chị có lo lắng nhiều không? Trời giờ cũng sao, tới đầu hai tới đó thì chị giờ cũng biết sao. Tới đầu hai tới đó, nhưng mà nhất định là phải cho nó đi học nghe. Đó chứ tính chuyện mai tháng mai chị đi kiếm chỗ phải cho nó học một hai tháng. Dạ. Dạ, sắp vào nhập học rồi ha. Cái này bao nhiêu? 5.000 á. 5.000 chứ không phải 5.000, số 5 là 5.000. Dạ, yeah, chưa biết rồi. 5.000 á. Ừ. Chúc cho con để đi học. Ở nhà Thắm thương ai nhất Thắm? À, thương ngoại, thương mẹ ha. Thương mẹ cỡ nào? Bự cỡ nào? Bự bằng trái đất không? Thơm mẹ cái coi, thương mẹ đi, thơm mẹ cái. Thơm đi, thơm mẹ cái coi. Trời ơi. Cái này là thương dữ lắm này, thơm dài đó là dài. Mẹ chết rồi bảo con, thôi mẹ đừng chết, mẹ chết con chết theo mẹ. Năm sau con chết theo mẹ. Thì con nhịn đói chứ con chết theo mẹ. Thơm mẹ cái nữa coi. Thơm mẹ cái nữa. Trời đất ơi, nó thương mẹ nó dữ chưa kìa. Thôi có đứa con vậy cũng mắc lòng mắc ruột ha. À. Ở chị ở trọ gần đây không? Ở đây vô trọ gần, vô xanh, vô bọng á. Dạ. Rồi đi làm rồi chừng nào mới về? 11 giờ hả? À đúng rồi,
giờ là dặn. Rồi em hỏi cái này ế thì sao? Sao mà rồi đem về ăn hả? Trời, chưa có lời hả? Trời đất ơi, khổ ha. Rồi sao mày không bán thêm những cái thứ khác? Mày không bán thêm thì những ký ba nữa. Vậy hả? Cái này lấy cho em bán, em ủng hộ 2 lạng á. Lấy cho em 2 lạng đi. Ừ. À, giờ chú ủng hộ cho bé Thắm 2 lạng cá nha. Cảm ơn chú rồi. Mày bán được rồi mới có tiền mà đi học nghe. Dạ. Cảm ơn chú, cảm ơn cô. Chúc chú sao? Cái lược của con ở đâu ra vậy? Sao mà gãy rồi? Lược con ở đâu? À, mua ở chạy đầu hả? Dạ. Trời đất ơi, sáng nào con búi 2 cục vậy hả? Dạ. À, em gửi cho chị. Thì không dán được không? Không dán được là ăn đòn nghe. Dạ. Ăn đòn nghe. Phá rồi, nãy giờ phá hư cái lược của mẹ rồi. Đâu có dính đâu, keo đâu có dính đâu. Rồi sao không phá nữa nghe. Rồi xíu nữa đi về bằng cách nào chị? Đồ như vậy, kêu chú xe ôm lại chở giùm hả? À, không có, hồi có xe lăn á. À, xe lăn đâu? Xe lăn nó đợi lên chợ á. Vậy hả? À, bán xong rồi từ đẩy về vậy đó. À, bán xong rồi nó rửa đồ, nó ra, nó dọn, nó tắt đồ, nó đẩy chiếc xe ra. À. Đẩy chiếc xe ra rồi chắc rồi mang con về. Thôi, hôm nay Cú Chiến cũng ghé qua một chút như vậy để mà tìm hiểu cái hoàn cảnh của chị Kiều và bé Thắm ha. Thì có lẽ là Cú Chiến sẽ gặp lại mọi người trong những cái video mới, gặp lại bé Thắm trong những cái video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người, bye bye. Thắm chào mọi người coi. Bye bye. À, bây giờ chắc là mẹ nuôi con ăn nhiều quá, tốn kém quá, giờ chắc phải bán con thôi. Con không chịu đâu, các mẹ đâu con đi heo à. Thôi mà con bán con cho người khác nuôi đi, rồi mẹ có tiền mẹ sung sướng. Không. Chứ sao? Dạ con hôn mẹ cái con không đi đâu hết. Không đi đâu hết trơn hả? Mẹ đi cho con với đi à. Giờ mà bán cả mẹ cả con luôn được không? bán cả mẹ cả con luôn nha. Mẹ cái còn mẹ cái còn TV rồi sao mẹ? Rồi TV nó là gì mà bán là mình có tiền rồi. Không. Vậy thôi giờ chú giới thiệu chồng mới cho mẹ nha. Chứ mẹ con ở mình vậy buồn lắm. Thôi giờ chắc là chú thấy mẹ con khổ quá, ở mình khổ quá, chắc là chú sẽ giới thiệu cho ông nào á nha. Giới thiệu cho mẹ đó chồng nha. Chứ sao? Dạ con không chịu, dạ không. Sao con không chịu? Sao con không chịu? Lấy cái gì cái chồng của mẹ sao? Trời đất ơi, con dễ sợ. Mẹ ơi. Vậy vậy. Bạn chống lãng phải không? Mà Thắm ơi, nếu như không lấy chồng thì con sau này con có nuôi mẹ không? À, con không lấy chồng con muốn nuôi mẹ à. Không hiểu. Không lấy chồng con để gì con nuôi mẹ. À, vậy là con nhớ con nuôi mẹ nha. Dạ. Ờ, vậy thôi con lấy chồng cho mẹ nữa ha. Nhớ lớn con lại thì con nuôi mẹ. Đi làm, cứ đi đâu. Đi làm, ai nhà ai muốn đâu làm. Con làm gì? Con bán cá hả? À, con phải đi học. Con phải đi học giỏi, sau này con kiếm việc làm nha. Dạ, con phải học giỏi thì con mới nuôi được mẹ. Trước mắt thì con chưa biết con làm gì cả, nhưng mà con phải học giỏi thì con mới có thể làm được công việc ha. Rồi bây giờ là hai mẹ con chuẩn bị dọn lên đường kia nha. Kết thúc một ngày bán ha. Đâu rồi? Tao lấy tao bán rồi. Ngày mai chị không có nổi lên nha. Em ngồi em bán nha. Ngày mai không có đủ nó ngồi đi luôn nha. Tao mượn cái niệm mà tao về tao nằm tao ngủ đi.
một cái xe là đủ thứ đồ luôn ha. Trời ơi, thương bé vậy kìa. Ai lấy vậy? Nó làm như ai lấy cái mâm của mẹ vậy, nó kêu mẹ đó. Kêu mẹ lấy chồng nha, nó kêu mẹ lấy chồng. Khôn ha. Cá mẹ đó bán dở lắm, cá cho kia bán ngon lắm. Mấy mốt cái chị xuống dưới nó chịu mua cá nha. Cá mẹ nó dở lắm. Cá mẹ dở hay cá mẹ ngon? Cá mẹ dở lắm. Cái tôm của ai dở? Tôm của ai dở? Tôm đi. Thấy không? Nói dở dở gì? Chê cá dở là chê cơm dở lại ha. Ờ, giỏi ha, lấy hết đồ cho mẹ luôn. Rồi coi có quên gì không á. Không có hiểu con đâu. À, nói cho mẹ nó đánh rồi, bỏ mẹ đi, đi ở nhà mới cho nó sao không? Mẹ nó đánh mẹ nó mới thương á. Trời ơi con nha. Nói ra nè, mẹ ở với mẹ nè, đánh hoài, giờ mẹ ở với bà gái đi, bà gái cho ăn xin bà gái không có đánh. Sao vậy? Mẹ đánh con có giận không? Đó lại nhìn vô đồng bằng. Dép con đâu? Dép con bỏ quên mẹ rồi. Ở quê nè, rồi hai mẹ con đi ha, nhìn thấy thương không? Dạ mẹ mẹ ở với mẹ. Dạ cho tụi bay xả thôi. Dạ. Mẹ ở với con gái nha. Rồi, lên đường. Dạ thôi, để bữa sau em vô. Sẽ có lần ghé thăm sau nha. Bye bye Thắm ơi.